video spoil, thích thì xem, không thích đợi lúc nào thích thì xem. Còn đã xem thì nhớ like, share, ủng hộ nhé. Hello anh em, lại là tôi đây, Chúa Tể Weibo, ông Hoàng Isekai, tổng tư lệnh anime YouTuber, chuyên gia phân tích light novel, quái thú văn hóa 2D, huyền thoại thế giới otaku. Đùa chứ, chào mấy anh em đã trở lại với 2D tộc anime. Tiếp tục series về Nazarick, hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá những tầng tiếp theo của đại lăng tẩm Nazarick. Trước kia, rất hiếm khi những vị khách không mời mà đến có khả năng đặt chân vào tới tận tầng này, cho nên hôm nay tôi với anh em là những vị khách đặc biệt đấy. Giờ chúng ta cùng đến với tầng 7, Lava, dung nham. Tầng 7 là một thế giới rực rỡ với ánh sáng đỏ, dung nham đỏ thẫm chảy như một dòng sông, bề mặt sôi sục những bong bóng khí vỡ ra liên tục. Trước kia tại đây có tồn tại hiệu ứng sát thương nguyên tố hỏa, hiện tại hiệu ứng đó không còn, thay vào đó chỉ còn hiệu ứng nóng. Tuy nhiên đây vẫn là một môi trường vô cùng khắc nghiệt, không khí nóng như thiêu đốt sẽ dễ dàng lấy đi hơi ẩm từ da và từ cổ họng, ngay cả những giọt mồ hôi chảy ra cũng không kịp rơi xuống đất mà bốc hơi ngay lập tức. Nơi này hoàn toàn không phù hợp với các sinh vật sống. Do vậy, một thế giới địa ngục chính là từ phù hợp nhất để mô tả về tầng 7 này. Các quái vật ở đây bao gồm các Undead, Demon, Mephit. Chúng đều là những quái vật có khả năng miễn nhiễm với lửa. Trong quá khứ, trước khi Gil Ogo chinh phục lăng mộ, boss của tầng này là một con rồng thở tia chớp. Theo thủ vệ tầng Demiurge, lãnh địa này vốn được thiết kế và tạo ra bởi đấng tối cao của anh là Albert Allen Odo. Vì vậy, nó chứa mọi thứ mà anh ta cần để thực hiện nhiệm vụ của mình. Những khu vực đã biết ở tầng 7 gồm Blazing Temple, đêm mặt trời, là nơi ở của Demiurge. Ngôi đền có kiến trúc giống các ngôi đền Hy Lạp, nơi đây trông khá hoang tàn và đổ nát với trần nhà đã vỡ và rơi khắp nền đất. Các cột trụ thì xô lệch, đổ sập đè vào nhau, như bức tường thần bị mai mòn và đập vỡ. Cảnh tượng nơi đây giống như nơi ở các vị thần nhưng bị phá hủy và chiếm giữ bởi những con quỷ. Ở giữa ngôi đền là ngai vàng màu trắng, vị trí của con quỷ tối cao canh giữ tầng này, Demiurge. Lối vào tầng 8 cũng nằm ở trong đền, mặc dù nơi đây chỉ là một khu đổ nát nhưng Demiurge vẫn trân trọng nó. Blazing Temple được canh giữ bởi 7 Evil Lord cấp độ 80-90, đặt tên theo thất đại tội trong kinh thánh: Envy, đố kỵ; Greed, tham lam; Sloth, lười biếng; Wrath, nóng giận; Pride, kiêu ngạo; Lust, dục vọng; Gluttony, tham ăn. Ace trong lần đầu ra ngoài khám phá tân giới đã chạm trán Demiurge và 3 Evil Lord ở tầng 1 là Envy, Greed và Wrath. Sau này tại Ác Thánh Quốc, Evil Lord of Wrath đã được triệu hồi để sắm vai chân thể Jadabaoth và dễ dàng đánh bại lực lượng mạnh nhất của quốc gia này. Các Evil Lord có thể triệu hồi một đội quân quỷ dữ, kỹ năng này có thể dùng một lần một ngày. Nó được sử dụng trong sự kiện Jadabaoth tấn công thủ đô vương quốc. Sức mạnh đáng sợ nhất của các Evil Lord là khả năng triệu hồi Evil Lord khác cấp thấp hơn. Tuy nhiên, Evil Lord cấp thấp được triệu hồi này không có khả năng triệu hồi quái vật. Đó cũng là lý do mà Evil Lord of Wrath mà Demiurge triệu hồi ở Thánh Quốc không thể triệu hồi một Evil Lord khác. Demiurge từng thắc mắc với En rằng anh được tạo ra để quản lý 12 con quỷ tại đây, nhưng giờ còn thiếu 5 con mang tên Garira, Lebo, Bileas, Canon, Abiresia. Tuy nhiên, Ace vẫn chưa hồi đáp thắc mắc này của anh. Có lẽ chúng cũng là những con Evil Lord. River of Lava, sông dung nham được canh giữ bởi Guren, một Hellslam level 90, giữ chức thủ vệ khu vực. Guren được tối ưu hóa về khả năng chiến đấu, sở hữu sức mạnh ngang ngửa với một thủ vệ tầng. Nếu chiến đấu tại môi trường này, Guren sẽ là một đối thủ nguy hiểm hơn nhiều so với Demiurge. Nó thích hòa mình trong dòng dung nham, dịch mò con mồi của mình rồi tung đòn tấn công bất ngờ bằng các xúc tu khổng lồ, kéo con mồi xuống dung nham nóng chảy. Nó là một kẻ săn mồi mạnh mẽ và gần như vô hình, đánh bại nó tại đây theo cách thông thường gần như là bất khả thi. Guren ít khi được rời khỏi khu vực của mình bởi sức nóng từ hào quang bị động của nó sẽ gây thiệt hại rất lớn cho nơi nó đi qua và các NPC khác. Một cử chỉ tiếp xúc thân thiện từ nó cũng có thể gây thiệt hại chết người cho các NPC cấp thấp. Trong Light Novel Vol. 14, sau khi chiến thắng vương quốc Riestheis, Ace đã giao cho Abedo triệu hồi Guren để thiêu rụi kinh đồ, ngoại trừ cung điện để phá hủy nơi này và phòng dịch bệnh. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về tầng 8 Wilderness, vùng hoang dã. Chúng ta cùng tới với hàng phòng ngự cuối cùng của Nazarick. Nếu kẻ địch đủ khả năng vượt qua tầng này thì cơ hội chiến thắng của Gil Ogo là rất thấp. Nơi đây tập trung những NPC mạnh nhất, những con bài tẩy của Gil. Thủ vệ tầng cai quản nơi đây là Victim. Tầng này có vẻ nguy hiểm ngay cả với các NPC khác của Nazarick vì Ains cấm họ đi vào tầng này. Họ có thể lựa chọn một con đường khác mà không cần phải đi qua nơi này khi di chuyển giữa các tầng. Các thủ vệ tầng khác cũng có ít thông tin về tầng này. Trong web novel, các thủ vệ tầng còn giả định rằng lực lượng tại đây được tạo ra để tiêu diệt họ nếu họ phản bội, nơi đây có ít nhất một vật phẩm thế giới. Trong sự kiện chống lại Liên minh 8 Guild, tại đây các NPC đã tiêu diệt từ 1.000 đến 1.200 người chơi. Hơn một nửa trong số các người chơi đó đã gần như kiệt sức khi tới được đây. Sau chiến thắng của Nazarick thì các NPC cũng gần như cạn mana. Những người theo dõi lại sự kiện này đã phải thốt lên rằng điều đó là bất khả thi. Nhiều người đặt ra nghi vấn cấu trúc tầng này được thiết kế vi phạm các nguyên tắc hoặc Guild đã gian lận. Một nửa ngân sách của Guild trước kia được sử dụng cho việc xây dựng tầng 8.
Tác giả tiết lộ trong web novel rằng khả năng Ace thắng được tầng này là 30%, kể cả khi anh dùng tất cả item của đồng đội để lại. 30% nghe có vẻ cao quá anh em nhỉ? Thông tin này cũng từ ngày xưa rồi, có lẽ là một pha buff hào quang nhân vật chính quá tay từ phía khán giả thôi. Theo tôi thì chỉ là 3% thôi, tuy nhiên tầng này cũng không phải là hoàn toàn bất bại trong Yggdrasil. Nếu top 100 người chơi mạnh nhất tập trung lại thì vẫn có thể giành chiến thắng tại đây và đánh sập Nazarick. Ace có nhắc đến một vật phẩm thế giới cực mạnh mang tên là World Savior, ý chí thế giới. Bình thường nó chỉ là một vũ khí không có gì đặc biệt, nhưng nó lại có khả năng nâng cao sức mạnh không giới hạn. Điều kiện để tăng sức mạnh của nó chưa được giải thích, nhưng sức mạnh của nó là không giới hạn nên có thể phá hủy Nazarick kể cả thời hoàng kim nhất với đầy đủ các thành viên. Ace đã cân nhắc đến việc nếu xuất hiện người chơi từ Yggdrasil mà không muốn trở thành đồng minh của anh thì anh sẽ cho lực lượng tầng 8 tiêu diệt kẻ đó. Những khu vực đã biết ở tầng 8 bao gồm Sephiroth, cây sự sống, nơi ở của Victim, một thủ vệ tầng khá ít thông tin với sức mạnh dường như liên quan đến việc tự hy sinh mạng sống, Cherry Blossom Sanctuary, thánh địa hoa anh đào, nơi ở của Aureole Omega. Cô giữ chức thủ vệ khu vực và cũng là thủ lĩnh trong đội hình Pleiades Seven Sister, Pleiades Thất Nữ. Vì vậy thông tin chi tiết về Aureole thì anh em đợi trong video về Pleiades nha. Cùng với Aureole canh giữ khu vực này, còn có hai người hầu Uka no Mitama và Otoshi. Uka no Mitama là một quái vật cấp 85, cô có hai dạng. Ở dạng người là một cô gái đeo mặt nạ cáo sử dụng ma pháp tâm trí. Ở dạng thú thì cô hy sinh khả năng sử dụng ma pháp để tăng cường sức mạnh vật lý. Còn Otoshi, thông tin duy nhất về nhân vật này là một quái vật có hình dáng nam giới đeo mặt nạ mặt trời. Một nhân vật khác rất mạnh nhưng lại khá ít thông tin sống tại tầng này đó là Rubedo, người được gọi là thực thể mạnh nhất Nazarick. Cô là em gái của Nigredo và Abedo. Nơi ở của cô chưa được nhắc đến, ngoại hình cũng chưa được mô tả. Ace từng nói rằng thí nghiệm khởi động Rubedo là một thành công, nên có lẽ chủng tộc của cô ấy có liên quan đến máy móc, kiểu như Shizu. Về tính cách thì theo Nigredo, Rubedo là kiểu người không cần vội em như Hà Nội, cần thêm thời gian em mới trải lòng. Nigredo còn cho rằng một ngày nào đó, Rubedo sẽ gây họa cho Nazarick. Tuy nhiên Abedo vẫn cho rằng Rubedo trung thành tuyệt đối với Ace giống như mọi NPC khác, luôn sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của Ace nhưng lại dễ dàng từ chối yêu cầu từ những người khác, kể cả Abedo, người vừa là chị gái cô vừa là tổng quản thủ vệ tầng. Sau này khi Abedo được Ace cho phép thành lập lực lượng bí mật dưới sự lãnh đạo của mình, Rubedo đã được chiêu mộ. Abedo nghĩ rằng có lẽ Rubedo sẽ luôn bên cạnh mình, kể cả khi cô phát hiện ra kế hoạch bí mật của mình, vì chủ nhân đã giao nhiệm vụ cho Rubedo tuân theo lệnh Abedo. Khác với các NPC thông thường mà Tabula Smaragdina tạo ra, Rubedo được tạo ra theo một kỹ thuật độc nhất vô nhị. Rubedo được cho là có sức mạnh áp đảo so với Ace, có thể đánh bại Touch Me full trang bị. Touch Me so với cô giống như Ace khi không chuẩn bị trước mà đã phải đối đầu với Shaltir vậy, sẽ bị áp đảo hoàn toàn và không có cửa. Mà Touch Me là World Champion, người chơi mạnh nhất một trong 9 thế giới. Để đề phòng một ngày Rubedo phản bội, Ace cho rằng anh cần trang bị một vật phẩm thế giới cho họ ở tầng 8 để đánh bại Rubedo. Nghĩa là tầng 8 còn tồn tại những sinh vật rất mạnh mẽ khác chưa được xuất hiện và nguồn gốc của Rubedo có thể liên quan đến một vật phẩm thế giới. Cuối cùng, chào mừng anh em đến với tầng 9 Royal Suite, khu hoàng gia. Trái ngược với 8 tầng vừa qua, tầng này giống như một khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí kiểu Vincom Sun World tích hợp, không có thủ vệ tầng cho tầng này, thậm chí đến cả quái vật undead cơ bản để canh giữ cũng không có luôn. Bởi vì ông nào mạnh quá vượt qua được cả tầng 8 thì đến tầng này đành mời ngồi chơi sơn nước cố mà hòa hữu thôi, chứ đánh đấm cái gì nữa. Thay vì các NPC có nhiệm vụ bảo vệ thì tầng này có một lượng lớn NPC làm người hầu và phục vụ. Nơi đây bao gồm phòng riêng của các thành viên guild và các NPC. Ngoài ra còn có những nơi sinh hoạt cộng đồng như phòng tắm chung, nhà ăn, cửa hàng quần áo, cửa hàng tạp hóa, quán bar. Ban đầu các phòng này chỉ để trang trí, sau sự kiện dịch chuyển đến tân thế giới chúng hoạt động như ở thế giới thật. Những khu vực đã biết bao gồm Round Table Room, phòng bàn tròn, phòng họp của 41 đấng tối cao. Căn phòng được bài trí khá đơn giản với một cái bàn tròn lớn có biểu tượng guild ở giữa và 41 cái ghế xung quanh. Các thành viên guild sở hữu Ring of Ensoko khi đăng nhập game sẽ tự động xuất hiện tại đây, chỉ một số trường hợp đặc biệt. Đây chính là căn phòng mà Ace ngồi nói chuyện với Hero ở đầu anime. Ban đầu quyền trượng của Ensoko được cất giữ ở đây. Bar. Đây là khu vực do tôi làm chủ với phương châm say em chứ không say rượu. Đùa chứ, bar được quản lý bởi Sous Chef. Đây là một quán bar nhỏ phục vụ cocktail với bài trí đơn giản nhẹ nhàng. Một nơi để thư giãn giải tỏa căng thẳng, thưởng thức đồ uống trong yên bình. Quán chỉ phục vụ một số ngày nhất định trong tuần do quản lý còn kiêm nhiệm công việc ở một nhà hàng khác. Say rượu trong Yggdrasil được coi là một dạng ngộ độc mà hầu hết các NPC đều có khả năng kháng độc nên họ không thể say. Mặc dù vậy, quán vẫn có một vài khách quen thích đến đây để thưởng rượu, bao gồm Cosetus và Demiurge. Sau này có thêm Shaltir đến đây để quên sầu sau trận đánh với Ence. Biết về điều này, để trừng phạt Shaltir, Sous Chef đã bỏ phẩm màu và vodka để phục vụ cô. Nói qua về Sous Chef, thì anh thuộc chủng Myconid,
người nấm, thân hình là một người đàn ông, còn đầu là một cây nấm. À đơ, đầu nấm thật kìa. Anh chỉ làm công việc này part time, việc chính của anh là một đầu bếp. Anh là bếp phó của nhà hàng Nazarick nên kỹ năng nấu nướng rất tốt. Anh còn có thể tạo ra một số loại potion như trong Yggdrasil. Spa Resort Nazarick, khu nghỉ dưỡng Nazarick, khu spa nghỉ dưỡng rộng lớn với 17 phòng tắm, 9 loại và có đủ cho cả hai giới tính. Các phòng được chia ra là 12 khu vực. Các khu này bao gồm một bồn tắm lớn ở trong rừng, một bồn tắm kiểu La Mã truyền thống, một bồn tắm cam với những trái cam yuzu nổi trên đó, một bồn tắm có ga, một bể sục, một bồn tắm điện với dòng điện thấp làm nhiễm điện cơ thể, một bồn tắm lạnh với than nổi trên đó, hồ bơi Cherenkov, một bồn tắm ngoài trời hỗn hợp với khung cảnh nhân tạo, phòng sông hơi khô, bồn tắm liền đá và sảnh khách. Nơi đây có một golem mang hình dáng sư tử được tạo ra bởi Lucifer. Tuy nhiên có lẽ nó được tạo ra không phải với mục đích chiến đấu, mà là ngăn chặn những hành vì thiếu đứng đắn tại đây. Staff Canteen, canteen nhân viên, nơi dùng bữa của các NPC trong Nazarick. Manicure Salon, salon làm móng. Nazarick Theater, nhà hát Nazarick, nơi thể hiện các vở kịch trong Nazarick. Japanese Style Room, một căn phòng Nhật Bản với sàn lát chiếu tatami truyền thống. Dojo, nơi dùng để tập luyện võ thuật. Waterpark Nazarick, công viên nước. Courthouse, tòa án. Panic Room, phòng trú ẩn được thiết kế bởi Garnet. Funeral Home, nhà tang lễ với phong cách kết hợp giữa Nhật và phương Tây. Harem Room, căn phòng thay đồ được trưng dụng làm phòng của Albedo sau sự kiện dịch chuyển. Vì Ains không muốn cô suốt ngày đứng ở phòng ngai vàng, căn phòng này tràn ngập hình ảnh Ains với những vật dụng do cô tự làm như búp bê, gối ôm. Các hầu gái không được phép vào đây dọn dẹp vì sự riêng tư của nơi này, và cũng như Albedo không muốn họ thấy lá cờ có biểu tượng Esogo đã bị cô mạo phạm. Thay vào đó là một lá cờ Momonga được treo cao. Guest Room, phòng khách, căn phòng sang trọng và tiện nghi dùng để tiếp khách. Tuy nhiên ngoài tôi ra thì trong chuyện chưa từng nhắc đến vị khách nào được tiếp đón tại đây. Classroom, lớp học. Ông xe đã lăng tẩm Nazarick kiểu. Làm phòng học để làm gì nhỉ? Hình như chả để làm gì. Thôi cứ xây một cái. Ninja Mansion, lâu đài ninja, phòng tạo bởi Garnet cho Nishiki Enrai theo phong cách ninja. Quiz Room, phòng giải đố, căn phòng phục vụ trò chơi giải đố. Renner's Personal Quarters, phòng riêng của Renner. Sau sự kiện Vương quốc Riestheim sụp đổ, đệ tam công chúa Renner gia nhập Vương quốc pháp thuật và hóa quỷ. Cô cùng Clam được cấp một căn phòng riêng tại tầng 9 làm tổ ấm cho mình. Có thể nói tầng 9 đầy đủ tất thảy các dịch vụ ăn chơi, giải trí, cung cấp trải nghiệm tuyệt vời từ A đến Z. Anh em về nhớ vote 5 sao nhé. Về nhân sự làm việc tại tầng 9 tôi sẽ giới thiệu trong video sau. Do thời lượng video này đã khá dài rồi, anh em nhớ comment ý kiến xuống bên dưới nha. Hẹn gặp anh em trong những video lần tới. Bye bye!